Đi nữa bên chú mưa chú tay lấy chú bên người đá thì ok hiểu chưa? Big Mouse. Rồi rồi thôi đủ uống cố uống cà phê. Uống cà phê. Ông cố ơi. Ông cố uống cà phê. Uống cà phê. Được rồi, cháy con ngựa thổi cho cậu Tâm coi, gọi thổi cho Tâm ấy. Tâm ơi, Tâm. Gọi thổi cho cậu Tâm coi. Dạo này nó ghiền cậu Tâm lắm, cậu Tâm là em của cậu Tùng á. Cậu Tùng tự tin á, rồi gọi đi. Rồi. Em mơ ba cho em bố bác. Alo, Tâm ơi Tâm. Tâm ơi em. Em ơi cho bố. Ok. Nhiều mâm nhiều bao tiền đi. Phí con tiền đúng bách. Cho con tiền làm gì? Tiền ở xa. Money hả? Money. Mà cần bao nhiêu tiền? I don't know bách đây. Cần bao nhiêu tiền? Cho mau. Hay ô mít cơ. Bà quay chưa? Cái gì vậy chơi? Bách. Chơi, chơi, chơi. Sao ông nói tên gì vậy chơi? Ông mê này. Ông nói tên gì vậy? Ông này tên gì nè? Ông này nè. Tên gì vậy? Tên em. Tên gì tên em? Tên gì? Tên Yoda. 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 Đúng rồi. Chay chay. Lớp kỳ mấy bên đây đi đâu rồi? Nhầm. Hả? Lớp kỳ bác. Gọi thoại kêu lớp kỳ gì? Lớp kỳ bác. Lớp kỳ ơi, đang đâu á về? Ôi sữa đây. Mua đi về mua sữa chay hả? Nó kỳ sữa chay. Nó kỳ sữa chay, rảnh không? Xong rồi. Xong rồi hả? Ok. Ok. Ok hả? Rồi Lớp kỳ có về không? Hả? Lớp kỳ có về không? Tụt quần kéo. Đứng lên mày kéo quần lên nha. Đứng lên mày kéo quần lên nha. Ờ dọn đồ vô không? Ờ đúng rồi, tới giờ rồi dọn vô đi con. Đúng rồi đã dọn. Hả? Ta. Đúng rồi, trời ơi con. Đáng đồng tiền mất cả ông coi chung. Bỏ vô đây con. Oops. Bỏ vô con. Đeo tai nghe lên cho ngựa nghe đi. Oops. Nè, đeo lên cho ngựa nghe. Đeo lên cho ngựa nghe. Đeo làm sao? Đeo lên lỗ tai ngựa nha. Dạ. Ừ. Hát đi mẹ. Hả? Hát vô. Hát vô hả? Không chị. Con mẹ, con cần mẹ giúp hả? Dạ. Hát đi, Twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle, little star. Hai rồi. Twinkle, twinkle, twinkle. Wow. Oops. You wanna go to chùa? Chùa. Chùa quá hả? Bé chơi. Chùa quá hả? Chùa bé. Con nói đi cam chùa. Ôi, nó bỏ ăn cam kìa. Trời ơi, ăn từ từ coi chừng dơ đồ. Coi chừng ướt đồ nè. Mẹ ướt. Sao? Mẹ ướt. Bỏ xuống đi, không ăn bỏ xuống. Ướt rồi hả? Mày lấy khăn tay, khăn chùi nha. Ừ, chiều tay đi. Trứng cam, thịt xông khói. Hả, dâm mì hả? Không. Ăn sáng vậy là quá đầy đủ chất dinh dưỡng luôn á chị. Nãy uống sữa rồi nữa. Sữa ăn trứng ăn xong khối giờ ăn thêm
cam nữa, quá luôn. Trời ơi, đã chưa? Đã chưa? Đã chưa? Ừ. Ừ. Đã đi chị. Yummy. Đi chị. Dữ chưa, dữ chưa? Ngon không? Số 1. Để lại lên. Thể hiện của chưa ấy? Không chỉ qua lời nói mà qua hành động luôn. Ngon làm sao? Ngon làm sao? Để cao lên. Đúng rồi, ngon, đúng rồi. Giờ quý quá. Bỏ hết cho miệng ăn luôn đi. Bỏ hết cho miệng ăn luôn đi. Cái gì cực khổ dữ vậy? Đúng rồi. Rồi, bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Nhưng mà sơ nhiều quá, con bỏ ra đây, lấy cái miếng khác ăn đi. Ừ, rồi, lấy miếng khác ăn. Hồi nãy mới ăn vô thì thấy chua, nhưng mà bạn ăn xong rồi thấy được rồi ha. Đỡ chua rồi phải không? Mà chùi tay, chùi đồ. Ôi, đâu coi, con cái miệng nó ăn kìa. Trời ơi. Quá luôn. Coi chừng nhiễu nước vô tay nha. Đó, đó, đó. Nói còn nhiễu nước vô cái tay áo mà. Cái này nó không biết ăn cho sao cho sạch sẽ luôn á tay. Không ăn nữa hả? Giờ tôi ăn gì? Ừ. Cam ngọt và cái chua. Ừ. Trứng hả? Ừ. Đúng rồi. Cam ngon mà. Cái trứng à. Trứng rồi. Thịt đó hả? Con nói bacon. Bacon. Ừ. Ông ơi mẹ. Hả? Ông ơi. Xong chưa? Rồi. Xong chưa? Đi rửa tay nha. Đây cô chú ơi, hôm nay trời không tới nỗi nào lạnh. Wow. Sợ quá. Sợ quá, sợ gì con? Nên là chay bây giờ sẽ đi vòng vòng sớm tiếp tục nha cô chú. Thiệt hôm nay là nắng quá. Nay lạnh nhưng mà có nắng nên là thành ấm luôn. Nhưng mà ra đường cũng phải mặc đồ như vậy mới đủ. Đó, gió hiu hiu. Đây mày cử thử coi mấy độ chay, đây mày thử coi mấy độ. Hiện tại bây giờ là 8 độ đó mọi người. Có độ là có tiền. Đi đâu á? Chạy đi đâu á? Hả? Đi máy bay hả? Mới mua đồ dài, cái là diện dài vô liền, nó tự mang đó cô chú nha. Cô chú thích dài của chạy ghê. Ghê ghê đâu? Không, ghê ghê đâu. Chạy đi, đi qua nhà bà Su bên kia đi kiếm lắc kỳ đi. Quẹo qua nhà bà Su bên kia kiếm lắc kỳ đi, chứ ra ngoài đây làm chi? Ngoài đây là bãi giữ xe mà. Lên ghế ngồi không? Lạnh nhá hả? Lạnh đầu lạnh, xạo không? Cố gắng trời mà không lạnh lạnh á hả? Cho đi vòng vòng cũng được. Nhưng mà không có thích đi chỗ đông người. Mắc công. Trời lạnh lạnh á, người ta dễ bệnh lắm. Bệnh cảm, bệnh đồ. Ồ, ABC đó hả? Ừ, chữ ABC đó con, chữ đó. Thấy chữ là nó nói ABC. Đi đâu á? Đâu có đi đâu đâu. Đi vòng vòng thôi chứ đâu có đi xe đâu. Đi xe nè hả? Không phải, không có đi. Đi vòng vòng chơi hả? Ờ, xe dơ hả? Trời ơi, cái xe nó dơ ghê thiệt. Ừ. Ừ, dơ quá. Ừ. Xe gì dơ dữ vậy? Dơ.
đi cho thông thả, cho để nó nhốt ở trong nhà miết khổ. Ở vì mùa đông, mùa đông mệt mỏi lắm. Mùa hè nè, mùa hè này xem mẹ với chơi sẽ tận hưởng mùa hè thật là nồng nhiệt nè. Tại vì mẹ đi, mẹ ở nhà có thể dẫn chơi đi chơi nhiều hơn, có sẽ đi nhiều chỗ hơn. Không hả? Không, không đi xe đó hả? Xe đó màu gì đó? Màu bạc. Màu bạc hả? Đúng rồi. Màu này màu gì đây? À, màu trắng. Sao? Xe đó trốn, à, trốn ai hả? Trốn ngồi mà còn si nữa. Ướn ba thiệt. Trốn. Con kia ghê ở chổng hả? Lạnh không? Lạnh thì đi vô. Lạnh thì đi vô. Đi bơi hả? Chơi giày đẹp đâu, chỉ cô chú coi giày đẹp đâu. Đó, đó, đó. Giày đẹp đâu? Nhảy nhảy cái coi coi, nhảy coi coi. Nhảy. Giờ con đi đâu con nói mẹ nghe coi. Giờ đi, giờ đi park hả? Gì con? Thấy. Sao? Thấy nào. Cái bóng, cái bóng của mẹ với chay đó. Chứ đâu phải ghê ghê. Đó, chay đi đâu lẫn đi theo kìa. Đó, thấy chưa? Ồ. Bye bye chưa? Dạ. Bye bye. Bye bye mẹ. Gì? Đây. Nắm tay hả? Bye bye. Nắm tay rồi, nắm tay. Bye bye ghê ghê hả? Có này, có bye bye, có bye bye ông già không? Bye bye ông già không? Bye bye gì? Cha đi xa dữ à. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Phải không chay? Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi. Xe này là xe của ba chay đi làm nè cô chú nè. Còn bên đây là xe của ba chay, bên đây xe của Ngọc ngày xưa. Còn chiếc xe bây giờ là chiếc xe bự hơn, ba chay lấy đi chơi rồi. Nên là hai cái chiếc xe này mùa đông là không có chạy. Chỉ chạy chiếc xe của Ngọc thôi. Cái chiếc xe. Đừng chui xuống đó làm chi. Xuống đó có ghê ghê dưới à. Chay ơi, chay, con nghe mẹ chỉ nè. Xe này là xe của ba đi làm nha con. Con nói xe ba đi làm. Xe ơi, xe của ba đó chay. Chay, mẹ chỉ nè, xe này của ba nè. Con nói đi, xe ba. Đúng rồi. Rồi xe mẹ nè. Đó, xe mẹ đó. Ừ. Gì? Let go hả? Xích vô hả? Xe nào của chay ta? Thôi để xe này mốt lớn lên 16 tuổi chay chạy đi cho rồi. Ừ, mốt cho chay học lấy xe về cho chay xe đó nghe. Không được, không có mẹ đâu đem chìa khóa đâu mở cửa. Mà mốt mà chơi mốt chay 16 tuổi mẹ cho chay chạy xe này nha. Đúng rồi. Trời ơi, đừng có làm cái vậy, chị dơ dày rồi kìa. Chị làm dơ dày rồi kìa. Xe đó của ba. Không có mở cửa được. Mở cửa. Không mở cửa được đâu, em đi vô lấy chìa khóa mở cửa đi. Vô lấy chìa khóa mở cửa xe đi. Đi. Hết pin rồi hả? Đi vô chơi à, bây giờ bắt đầu là thấm lạnh rồi đó chơi. Nó giỡn giỡn chứ bây giờ đứng ở ngoài hồi là lạnh rồi đó chứ phải. Cái gì? Nắm tay mẹ hả? Nắm tay mẹ đi vô đây nè, vô đây nè, ở ngoài đó có con ghê. Park mẹ. Đi đâu? Đi park. Ok, vô lấy chìa khóa xe rồi đi lên xe đi. Chứ xa lắm chứ đi bộ không nổi đâu. Nghe con nha, nghe lời mẹ nha. Đi vô lấy chìa khóa xe đi. Cái bóng của chay đâu chị chỉ mẹ coi, cái bóng chay đâu?
cái bóng chay đó. Nè nè, bóng chay nè, nè nè, nè nè, nè nè. Đừng có nhìn tầm bậy nè, nhánh bóng nè, bóng chay nè. Đó, bóng chay đó. Đi vô lấy chìa khóa xe đi nè, đi. Đó, bóng chay đó. Ê, đừng có đi dưới nước, đừng có đi dưới nước. Ướt vậy. Trời ơi, cái con chay này thiệt. Khổ nó ghê luôn á. Vậy đó là ướt đó, chứ không có waterproof đâu. Không có. Ướt vậy rồi. Đi. Nước ừ. Thôi bye bye nước đi. Ờ, có người ghê ghê kìa, đúng rồi. Bye bye nước đi. Ừ. Đó, ai kìa, ông già kìa, ông già kìa. Đi đi vô, dậy lên. Mẹ sao? Cố lên, cố lên, đẩy lên. Ừ đó, con làm được mà. Yeah. Đẩy lên đây, đẩy lên đây, đẩy đây trước mặt mẹ nè, mẹ phụ cho, đem lại đây mẹ phụ cho. Đem lại đây mẹ phụ cho. Chị đi, are you ready? Are you ready to go? Yeah. We're living in 2 days. Nè, mẹ cho con nè, con cảm ơn mẹ. Vô, vô với mẹ nè. Vô. 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 Gì đó? Dạ. Ngon quá. Ngon quá. Cay lắm. Gì cay lắm? À. Hả? À. Ai cay lắm? Ừ, là hạt chơi đi. Đâu có cài đâu, xạo. Hạt. Hạt. Hạt.